Hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành vừa phối hợp với Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức khám sàng lọc cho gần 100 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện, thu về 92 đơn vị máu. Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành đã tổ chức 9 đợt hiến máu nhân đạo, thu về trên 1.100 đơn vị máu, đạt tỷ lệ 53,7% so với chỉ tiêu tỉnh giao là 2.100 đơn vị máu.